Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát theo Lời Chúa vinh nhân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển, dân chúng tụ tập quanh người đông đảo Đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ Và người dùng vụ ngôn mà nói với họ nhiều điều Người nói Này đây có một người gieo giống đi gieo lúa Trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường Chim trời bay đến ăn mất Có hạt rơi xuống trên đá sỏi Chỗ có ít đất nó liền mọc lên vì không có nhiều đất Khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt Và vì không đâm rễ sâu nên nó khô héo Có hạt rơi vào bụi gai Gai mọc um tùm nên nó chết nghẹt Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả Có hạt được một trăm Có hạt được sáu mươi Hạt ba mươi Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô khen Chúa. thương bạn chị em, tuần vừa qua chúng ta đã chia sẻ với nhau về chủ đề thánh du xe người cha dân phục và chúng ta đã thấy rằng thánh du xe luôn dân phục thánh ý của thiên chúa trong mọi sự ngày hôm nay con xin mời ông bạn chị em chúng ta cùng đi sâu hơn vào trong đức dân phục của thánh du xe với chủ đề thánh du xe một người cha chấp nhận và đó cũng là điểm thứ tư trong tông thư patrice corde của đức thánh cha francisco khi trình bày điểm này thì đức thánh cha francisco cho thấy rằng thánh du xe không chỉ dân phục một cách miễn cưỡng một cách thụ động mà thánh du xe dân phục một cách chủ động với một sự kiên định và can đảm của mình chính điều đó cho thấy thánh du xe vân phục với một sự chấp nhận với một sự đón nhận rất tuyệt vời sở vị sở dĩ nói tuyệt vời thưa ông bạn chị em bởi vì trong cuộc sống không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra như chúng ta mong muốn mà có những lúc có những điều xảy ra trái với ý của chúng ta có những điều xảy ra mà chúng ta không biết được hết ý nghĩa của nó những lúc đó chúng ta thường như thế nào những lúc đó chúng ta thường hay chán nản thất vọng thậm chí là nổi loạn nữa nếu như chúng ta để ý nghe bài đọc một hồi nãy chúng ta thấy dân chúa được chúa đưa ra khỏi đất ai cập khi mới ra khỏi đất ai cập mới thoát khỏi cảnh nô lệ họ rất là vui mừng họ hớn hở đi và ca tụng chúa nhưng mà rồi đi vào trong sa mạc thiếu thốn không có được như ý mình thì làm sao Họ bắt đầu càm ràm Họ bắt đầu la lối Thậm chí muốn giết chết cả môi sen Vì họ nói rằng Đưa tôi vô trong sa mạc Để cho tôi chết ở trong này Và họ đòi hỏi Phải có đủ lương thực cho họ ăn Có nước cho họ uống Và rồi Chúa phải chiều theo ý họ Ban mang na Ban chim cút ban nước cho họ để họ làm lương thực. Thương bạn chị em, chúng ta thường hay gặp những cái điều trái khoái thì chúng ta chán nản, thất vọng, thậm chí nổi loạn. Nhưng với Thánh Du Xe, Thánh Du Xe đã gạt bỏ ra mọi ý riêng riêng của mình để chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa. Dù cho thánh ý đó mình chưa hiểu rõ dù cho thánh ý đó có đi ngược lại với ý muốn của mình đi thánh du xe vẫn vui lòng chấp nhận và chính sự đón nhận sự chấp nhận đó đã làm nên nét tuyệt vời của thánh du xe trong đức văn phục cụ thể hơn chúng ta thấy thánh du xe dân phục thánh lý thiên chúa và vì chúa mà thánh du xe luôn đón nhận mọi người luôn đón nhận mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình trước hết chúng ta thấy thánh du xe đón nhận đức maria dù rằng thánh du xe không hiểu được hết câu chuyện đức maria mang thai không phải do mình nhưng khi biết thánh ý của thiên chúa Thánh Du Xe đã ngay lập tức rước Đức Maria về để mà chăm sóc Đức Maria và hài nhi đang trong bụng của người. Chăm sóc giữ gìn đó là điều cho thấy Thánh Du Xe vì Chúa đón nhận mọi người, đón nhận để bảo vệ, đón nhận để chăm sóc, tôn trọng, yêu thương rồi thánh du xe cũng đón nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình những biến cố đó chúng ta thấy không hẳn là những biến cố vui không phải là những biến cố lúc nào cũng như ý muốn của thánh du xe thậm chí có những biến cố khi xảy đến làm cho thánh du xe phải cực khổ phải ngay lập tức trong đêm trốn chạy sang ai cập phải sống một cuộc đời lữ khách tha hương nơi đất khách quê người những lúc đó thánh du xe có càm ràm có trách móc chúa không thưa không thánh du xe vẫn tin tưởng thánh du xe vẫn chấp nhận trong cuộc đời của mình và chính thái độ chấp nhận thái độ đón nhận những biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình của thánh du xe đã gợi cho chúng ta nhớ lại Câu nói của ông dớp trong cụ ước Khi mà ông đã mất hết tất cả Tán gia bại sản Con cái chết sạch Rồi ông lại bị mắc bệnh Một căn bệnh quái gở không thể nào chữa trị Vậy mà ông vẫn nói lên lời tin tưởng vào Thiên Chúa như thế này Chúng ta nhận được điều tốt từ tay Thiên Chúa Sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh Dân thương bạn chị em Ông Dớp hay Thánh Du Xe Là hai mẫu gương cho chúng ta Về sự đón nhận Về sự chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa Và chính sự chấp nhận vô điều kiện Của Thánh Du Xe Gợi cho chúng ta Hai cái suy nghĩ trong ngày hôm nay Thứ nhất Vì Chúa mà thánh du xe đã đón nhận mọi người đặc biệt là đón nhận đức maria và hải nhi để bảo vệ để chăm sóc chúng ta có biết nôi gương thánh du xe đón nhận mọi người với trọn vẹn nhân phẩm của họ hay không con xin nhấn mạnh đón nhận mọi người với trọn vẹn nhân phẩm của họ hay không Bởi vì thương bà anh chị em Đón nhận Nhiều khi chúng ta đón nhận cũng có đón nhận đó Nhưng mà đón nhận những người làm ít lợi cho chúng ta mà thôi Còn những người chúng ta thấy không có đem ít lợi gì cho chúng ta Chẳng hạn như những người nghèo khổ Chẳng hạn như những người đang gặp những cảnh bất hạnh chúng ta có biết đón nhận hay không gương của thánh du xe mời gọi mỗi người chúng ta phải biết đón nhận mọi người chứ không loại trừ ai và đón nhận họ với trọn vẹn nhân phẩm của họ để mà tôn trọng để mà yêu thương điểm thứ hai vì chúa mà thánh du xe đã đón nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình với niềm tin yêu phó thác chúng ta có biết nôi gương thánh du xe đón nhận mọi biến cố đến với chúng ta hay không đặc biệt là những biến cố có thể gây hoang mang có thể gây lo sợ cho chúng ta chúng ta có biết đón nhận hay không đón nhận những điều hợp với ý của mình thì dễ lắm đón nhận những điều trái ý của mình thật là khó những lúc như thế chúng ta hãy nhớ lại gương của thánh du xe để mà rồi chúng ta biết đón nhận biết chấp nhận với niềm tin yêu phó thác bởi vì như thánh phaolô tông đồ nói rằng thiên chúa làm mọi sự tốt đẹp xin ích cho những ai yêu mến người và Thánh Augustino còn nói thêm Ngay cả cái được gọi là sự giữ đi nữa Và Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Chân Thuận cũng có nói Chúa sẽ vẽ một cái đường thẳng trên những đường cong của cuộc đời Chúng ta gặp khó khăn Chúng ta biết trao vào tay Chúa những cái khó khăn của chúng ta và chúng ta đón nhận với niềm tin yêu phó thác chắc chắn Chúa sẽ gỡ những khúc mắc mà chúng ta đang gặp phải. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh du xe, biết chấp nhận, chấp nhận mọi người, đón nhận mọi người, chấp nhận những biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình, dù cho những biến cố đó có trái ý có gây quan mang sợ hãi cho chúng ta Đến đâu đi nữa AMEN